cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Quý vị và các bạn, cảm ơn cuộc đời, đó chính là thông điệp mà khu vực 3 thành phố Hồ Chí Minh xin kính gửi đến tất cả quý vị đại biểu và các bạn đang có mặt tại đây. 20 năm, 1/3 đời người, những thành bại được mất, tất cả đều sẽ là những kỷ niệm đẹp trong lòng mỗi chúng ta. Cuộc đời vẫn luôn mang đến cho ta những cơ hội, những chân trời mới. Vì vậy, hãy sống hết mình đi, hãy cống hiến như chúng ta chỉ còn một ngày để sống. Sống thật yêu thương, sống cho mình và cho cả mọi người, sống cho hôm qua, hôm nay và cho cả ngày mai nữa. Vì một lẽ đơn giản như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết, đó là cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể tất cả các bạn cán bộ nhân viên của Ngân hàng Đông Á kính mến. Chương trình hội diễn văn nghệ toàn quốc của Ngân hàng Đông Á năm 2012 đến đây là kết thúc. Kết quả của hội diễn văn nghệ được công bố vào ngày hội văn hóa toàn quốc mừng sinh nhật Đông Á Băng sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 6 và 1 tây tháng 7. Các video clip chương trình sẽ được tải trên mạng nội bộ để toàn thể cán bộ nhân viên được xem và bình chọn. Một lần nữa xin thay mặt cho ban tổ chức chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, ban giám khảo, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên trên toàn hệ thống đã tạo điều kiện tổ chức chương trình và không ngại đường xa đã hội tụ về đây để tham gia chương trình này. Xin chân thành cảm ơn đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, các nhà báo đã đến tham dự và đưa tin. Xin chân thành cảm ơn nhà văn hóa thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện cho chương trình Ngân hàng Đông Á tổ chức thành công hội diễn này. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày hội văn hóa sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Đông Á Băng, ngân hàng trách nhiệm, ngân hàng của những trái tim.